Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ngày trước khi các bạn sử dụng GPU tăng tốc hoặc khi nghe tới cụm từ dùng GPU để tăng tốc trong quá trình preview hoặc là render hoặc export video cho Premiere Pro thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay tới đó chính là Intel Quicksync. Thế nhưng thì các bạn sẽ một số người đã suy nghĩ rằng sử dụng Intel Quicksync thì cái chất lượng của video sẽ bị giảm ở chế độ giải Full HD hoặc là 4K, và mình đồng ý với điều đó là chất lượng video có giảm thật. Thế nhưng nếu như các bạn sử dụng những cái video được export bằng Intel Quicksync, các bạn đăng lên YouTube thì việc các bạn có render bằng CPU hay render bằng Intel Quicksync ấy thì khi để lên YouTube thì chất lượng sẽ đều giống nhau hết, bởi vì khi mà đẩy lên một những cái nền tảng giống như là kiểu YouTube thì đã được nén file lại rồi, và nếu như các bạn mang ra so sánh thì chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra được khi các bạn xem thuần thôi. Chỉ có những ai gọi là những người chuyên nghiệp ấy, những người ta chuyên nhìn những cái video đấy thì người ta mới nhận ra được. Còn đối với những bạn mà làm công việc như mình, ví dụ kiểu là up video lên những nền tảng như kiểu là YouTube hoặc là đăng lên kiểu highlight cho bạn bè xem hoặc là đăng lên Facebook, thì việc sử dụng những cái như kiểu Intel Quicksync hỗ trợ sẽ là cực kỳ tốt, bởi vì cái thời gian để giảm thiểu đi là cực kỳ lớn. Thế nhưng các bạn sẽ phải biết được rằng là Adobe đã giải quyết được những cái vấn đề liên quan đến Intel, là các bạn hỗ trợ những bạn liên quan đến sử dụng các CPU của Intel, đó chính là Intel Quicksync. Nhưng Intel là cụ thể là iGPU thì bao nhiêu năm vẫn thế, tức là sức mạnh của GPU là gần như không thay đổi, tức là cái tốc độ các bạn sử dụng qua từng năm sẽ là không khác gì nhau cả. Nhưng đối với GPU rời thì lại khác. Ví dụ như kiểu các GPU rời của NVIDIA hay AMD thì càng ngày càng mạnh mẽ, qua mỗi năm họ đều mạnh hơn. Và để tận dụng được sức mạnh của phần cứng mạnh mẽ như vậy thì là từ năm 2020, cụ thể là phiên bản Adobe Premiere Pro 14.2 Beta, thì tính năng Envert đã được sử dụng ở trong cái Premiere Pro rồi. Thì cái tính năng này sẽ hỗ trợ render hoặc export video bằng sức mạnh của CPU lẫn GPU thay vì sử dụng mỗi CPU. Và đặc biệt là khi các bạn sử dụng ra như vậy thì nó sẽ rất giống với Intel Quicksync, tức là cái chất lượng video khi mà render bằng GPU sẽ giống hệt, chứ không có cái chuyện gọi là khi các bạn sử dụng cái render bằng GPU rời của NVIDIA hay AMD thì chất lượng sẽ cao hơn Intel Quicksync. Chất lượng sẽ là giống nhau, thế nhưng tốc độ lại thay đổi cực kỳ nhiều. Và để tận dụng đặc điểm này thì các bạn cần phải sử dụng các cái mẫu card đồ họa kể từ GTX 1050 của NVIDIA hoặc AMD, những cái bản mới nhất là được. Và phiên bản Adobe Premiere Pro các bạn sử dụng phải là bản quyền, hoặc là ít nhất cũng phải là phiên bản 14.2 để có thể sử dụng. Cách kiểm tra phiên bản thì các bạn chỉ cần click vào Help About Premiere Pro, và khi mà project lên thì dĩ nhiên các bạn sẽ chọn Playback trên nền tảng của CUDA Core để khi bạn preview được một cách mượt mà nhất, hoặc là các bạn có thể sử dụng OpenCL nếu như là AMD. Và lựa chọn như vậy khi mà preview ấy thì sẽ sử dụng card để xử lý, cái này thì từ bao nhiêu năm thì vẫn có rồi. Và khi các bạn edit video như thường, các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến các bạn là chèn effect như nào, miễn là các bạn cứ làm một video giống hệt như video bình thường. Và cái bước quan trọng ấy đó chính là khi các bạn export video, video setup phải là dạng video được dưới định dạng là H.264 hoặc là H.265, thì nếu như bạn chuyển sang định dạng khác thì sẽ không thể nào sử dụng được cái tính năng gọi là render bằng phần cứng, gọi là hardware encoder ấy. Và cái phần encoding setting thì các bạn sẽ chọn là dòng là hardware encoding, hay còn gọi là sử dụng GPU để tăng tốc. Và điều lưu ý đó chính là khi các bạn về phần bitrate, nếu như các bạn muốn sử dụng GPU để hỗ trợ vấn đề export thì phần bitrate các bạn gọi là CPR hoặc là VPR one pass thì mới có thể sử dụng được. Nếu như các bạn sử dụng là VPR two pass thì sẽ sử dụng đó chính là software, tức là sử dụng trực tiếp phần mềm để render. Và cuối cùng các bạn sẽ export và tận hưởng tốc độ nhanh một cách chóng mặt. Và cái tốc độ này sẽ tùy thuộc vào project các bạn sử dụng. Nếu như project các bạn chỉ là sử dụng những cái các bạn ghép video vào và các bạn không add thêm những effect gì khác thì khi render thì tốc độ sẽ lên tối thiểu nhá, sẽ là x3 hoặc là x4 tốc độ khi các bạn render bằng software, tức là render thuần bằng CPU thôi. Thế nhưng khi các bạn chèn thêm rất nhiều những cái effect vào thì cái tốc độ render sẽ tùy thuộc vào effect các bạn sử dụng, đó chính là effect gì. Nếu như cái effect các bạn sử dụng là rất nhiều các loại text thì tốc độ sẽ rất cao, nhưng một số những effect khác đặc thù phải chuyên dùng CPU để render thì khi đó tốc độ sẽ khác đi một chút. Và VGA các bạn sử dụng sẽ là GTX 1050 trở lên đã được hỗ trợ. Nếu như những cái bạn nào mà sử dụng những VGA đời cũ hơn thì hơi tiếc, đây chúng ta sẽ phải chịu khó sử dụng Intel Quicksync với tốc độ chậm hơn một chút. Và đừng quên các bạn phải tải driver mới nhất ở trên trang chủ của NVIDIA hoặc là trang chủ của AMD. Và CPU các bạn có thể mua CPU từ Intel Core i3, Ryzen 3 trở lên đã có thể sử dụng rồi. Tuy nhiên về vấn đề RAM thì mình khuyến cáo các bạn nên sử dụng 16GB RAM trở lên để tránh cái tình trạng thiếu RAM. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.